Xin chào tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Bên em Quyết Bắc Giang này. Thì anh em vừa xem kênh vừa đăng ký kênh nhé. Thì bên em có những cục máy tháo xe này. Thì đời nó cũng đời cao, máy OEA 110 đời cao nhé các bác nhé. Các bác nào mua thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Số điện thoại trực tiếp bên em đây là 0364011683 và 0983198883. Thì kết bạn Zalo nhé, anh em mua cục nào hoặc là đời 2020, 2021, 2022, cái giá của nó chỉ có 6 triệu thôi nha các bác nhé. Thì anh em nào cũng xem được cái video này mà các bác mà có máy, mà anh em thợ là mà có máy nhiều không bán được thì phân phối cho bên em, thì anh em cứ inbox Zalo hoặc là điện trực tiếp số điện thoại bên em thì bên em sẽ thu mua lại nhé. Cái giá là cực kỳ hợp lý thì bên em mới lại được, thì bên em phân phối tốt được thì em bán lại thì cũng lãi có 1-200 thôi. Thì anh em mua được con này thì giá bên em bán giá 6 triệu nhá. Đây, nó theo đầy đủ hết nha các bác nhá. Là bue này, phần gọi là lọc gió đấy. Đây, mang cá nhá, phun dàn điện nha các bác nhá, phun dàn điện xịn. Và cái đặc biệt của nó đời 2021 nha các bác nhá. Máy đời 2021 này. Đấy, tất cả những cái chế chiếc đều zin xịn hết các bác nha. Đấy, máy này thì em chưa vệ sinh đâu, nhưng mà ý là máy nó để con này nó chạy chưa đến tầm độ 7.000 cây thôi. Đấy, máy cực kỳ zin nhưng mà ý là để trong kho nó hơi bẩn một tí rồi các bác nha. Đấy, thì anh em nào về có những cái đời con xe, anh em đời xe Uy rời SX máy trắng hoặc là Uy, anh em cứ nhìn lên đầu bò hai ốc này là anh em thay vào được hết nhá. Máy Honda xịn. Thì con này con này giờ bên em đang bán cho các bác là giá của nó là chỉ có 6 triệu thôi, máy lổ êm không khói nhá. Đấy, đây đây, tất cả là máy zin hết các bác nhá. Đấy, máy zin hết, máy cực kỳ đẹp nhá, theo cần đạp cần số chế hào khí đấy, đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy, thì máy gần như là máy mới rồi. Đây, có những con tháng 3 2021 nó chạy chạy ít nhé các bác nha. Đấy, máy chạy cực kỳ ít luôn. Đấy, IC con nạp này gần như mới ấy các bác nha. Đấy, IC con nạp nó gần như mới này. Thì anh em mà có nhu cầu mua thì alo nhé. Đây, những cái đời này thì máy nó lốc máy nó màu đen sần nhá, nó chưa bị bạc một chút gì bị cái đài chân nhá. Đấy, nó đen sần, còn nếu mà đen bóng từ 2018 quay lại nhá, những con đen sần như này thì máy cực kỳ zin rồi các bác nhá. Đấy, máy cực kỳ ngon, cực kỳ zin rồi. Đấy, các bác là có nhu cầu mua cái dòng Uy Alpha đời UA đời 2021 2020 đấy, giá bên em chào bán là nó có 6 triệu một con thôi. Đấy, các bác là có mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em là có hàng nha các bác nhé. Rồi, chào tất cả các bác cùng tất cả anh em.